Hey yo, how's it going everyone? Cần đâu chỉ xuống sợ đây nè tiếng Orkney. Welcome back with Gokusa to another video. Bà sợ sợ đây nè tiếng Orkney. Từ lo mất chút này cho mùi Gokusa thế đó. Hồi cứ đồ chịu bài kia dù mình tên cứ mình men bài tích tôi tới cho mà tập chuyện ấy cứ Nà kia like Facebook page nhóm và cho đó cứ công tờ bao nhóm mình bánh hạ chân record game lời công tờ cả thôi edit video ấy cả đây chân bánh nhóm mà khó khăn video hồi nhóm bánh post thơ mà phải chịu bị ngày môn đã thà nhóm công tờ nhóm chô chô rồi dây tại chô chô rồi dây nó cứ tờ cam thi bao nhóm cứ tờ lãng xa mây tổng ọ cam thi record game Minecraft dù rùm cam thì đi đi anh ta làm sao mấy mom hỏi lần bảy ngày mà mom mà lấy hỏi sai bát cái này cứ hỏi đừng ở ta làm cam thì hỏi ở hỏi chẳng là lấy dương mau chụp này đó hỏi xong cho bóng giờ chụp buồn này ở trong Minecraft Bio Adventure nhỏ toàn ban giờ luôn mà công tơ nhom khâu giờ chẳng là toàn ban rep plan rep đã cặp chơi cặp ấy sầm rạp thưa lại suy trái với nhom vậy cà pì ập sụt mình thà chạm thưa lại suy trái tay nhom mà toàn ăn riệp play này bộ ấy lấy công thơ nhom tầm hai mấy như này nhom thưa riệp chạm sẽ bài hai mấy như lấy nhom record play mong nhỏ bài record nông vừa xoay vật vẫn chơi nhom mà record nước nông server này nè kia mua chùm nôn bài chết score lấy cứ Campbell PA cứ mình men miền tại Campbell sầm đập PC tên nước nông PA có miền đấy bài nước kia trong trốn nước kia anh mơ IP nông port nơi lơ vịt ôn ai còn đi các bạn record cho từ mơ nước nông description các bạn bài nè kia toàn đang join bạn tụi ok nhé. Hi owner nè kia cho bạn chỉ score lại cột cột chỉ youtuber đấy cột chmu channel của cột home gamer chẳng. Nè kia ai subscribe cột tiện tâm thì một cột bán chẳng ok lấy còn mọi khách pin chú dân dạ chọn khó F5 để làm SC. Ok lấy nhom mà đo ní cứ cái lại spawn nè châu lên tập bốn cứ nơi cái lại năng ấy. Anh chẳng nhom mà tới của từ nào từ nấy đó nè. Nhom mà đang vừa là ní hờ mày ní anh ấy game. Ủa lôi lobby có thơ là lôi món nè. Ôi game rụp đáy game cái lành shop rụp đáy. Hồi ní cái lành vớ rụp đáy rồi ní. Mà ní rụp hình ạc cho mỗi đáy món nè. Ok lấy cho nhóm tâm mơ rơ mơ cái lại plot kê nè nè. Welcome to Campbell PE server. You can go here to plot. Ok lấy dâm tâm plot đó. Bởi vì chẳng kia build tên là plot đấy. Ok to do sloppy climb on plot. Ok don't help player climb. Ở dưới you can help the plot. Ok lấy dâm tâm mơ khát bí dưới dân châu mà mơ tớ. Ní plot bạch. Ok, lấy ní dương bắn teleport mà đọc plot đấy. Ồ, plot cứ lobby này mà đọc plot. Chẳng dương ở tại đa ra mơ plot ta. Ư, nhóm chả làm cho passive luôn. Với Minecraft PC nhóm đâu shift từ boost speed rồi. Chẳng chơi rồi chả làm bắt. Cho shift tới chơi xuống đa dương mà lag. Ok, lấy dương mà đọc tia. Đồng bông dương chuốc ní. Ư, chỉ con khá xo tụi mối vậy. Được có xây quật tế. Dương châu bàn ta mình thủy quật. Ồ, thủy dương ách bắt tam chất bán. Tiếp bảo, ồ, anh ấy phải chia pra rúa mà nhàng bán ở dân ạch. Ồ, tại chest bà bán ấy bà bán tại thuyê. Ồ, tôi thua thuyê bị đáy dàng bán tôi dân bán dân bà gạch khát. Chẳng phải chia thuyê bị chứa cái ạch bà khát đó. Ok, nhóm hò hạt bán tế, đặt đôi ca lên sở vờ môn tế bộ ấy. Nên nhóm nơi ghé này lại tế. Ok, ồ, anh ấy khá xin, bà xịt tiết đó. Ồ, anh ấy khá xó thông nhưng môn viết lời mình tên mà anh ấy. Ồ, mình đi giá nhỉ. Ok, ô sẽ tả kia tùm nợp, ôi nó thông thông bên tên. Kháng nè, nhóm thua mà ách đó phần năng ấy. Ô, nhóm tâm nợp khơi nhả đến khá xó nâng nhóm thua thua cả môn vô ấy. Tăng phim anh kia ra vừa sân nơi tú chú. Vừa sân tăng bị xôn trọt má nó. Nhóm thua thua cả xó 100 ở video là có nhóm thua video ở vừa show khai hở khá xó. Nhóm thua thua cả nhóm nơi tú chơi dù rùm. Khá xó thua vô ấy tăng nhóm nơi tú chú. Nhóm chơi ngay nắng, đã xa đây chưa cho đây là ngắn. Linh khơi nhờ, à Linh nhóm đạo download cả môn rồi. Khơi khá xôi nó rơi download ừ dễ rôm nập mình tên thua bì là cả năng. Cả năng được tui mình tên phải đọc cho nam chiêng vậy. Thôi là năng rồi. Tăng vì Minecraft version chá hô. Ok lấy dương ngọc ai khát. Dương mà đã thua lên dưới tới hot bán mình tên ta trua thì chắc phải chiêng nhầm đàn. Ôi nhầm con khán đi khót vô dễ rôm nhọc bán phơ ở Survivor bên trời nè. Nếu cứ xong tôi mình thêm chân nhầm mà record mạnh video Minecraft mua cho khỏi mấy thật thả ọt video. Lấy dương bán tật lại mà chụp nêu với nhói cứ chứ mà chụp này nó không mạch ra Campbell PE nè khi trong chói anh mới lửa screen bán rồi còn nó châu từ khổng description nè khi nó khởi link IP nóng port rồi. Ok đăng đai tên nào tên này đấy nè tâm dù lúc này nó chói cho bông màu với nhóm PC nhóm mà set up cam thì hơi ọc liếm nhóm châu đi khỏi liếm màu cầm ôi khát tùy dục ấy khá lăng mà tật chiêng ấy tùa PC nhóm mà viên mê rộp nè kì dù lúc mà nhóm xong nè khi mới tiết bơ nè kì toàn like page chui ở châu like phóng cư nhóm mà xưa rùa bê nhóm mì riêng ấy nhóm post status được có post ấy không thấy tới nè khi này ách đấng còn mọi của bạn
chăm để subscribe YouTube chứ nhom mình đừng ấy nè nhà đang chăng bên là kia toàn like page cho từ like page mình mới mà đầm bây giờ đi luôn từ tour parliament bên nhom mà các bạn cần để chờ đang thiệt chấm tour page cứ nhom phía trên nhom phong để tam page bên nhom miền bảy nhà ấy nhom phong nơi set turn page nhom mọi nè kia đang nhom miền bảy nhà ấy khác chăng xua mà bà comment nơi channel nhom của ấy nhom mà bạn bạn channel mời comment chăng á của ấy công tơ nhom khâu chứ nhà bạn bạn mời chăng cầm ơi miền bờ miền bảy nhà là coi tiết cầm ơi nè kia nơi channel tiết ai cho like page nhom mình đã mới tới làm bây cầm ơi ập đăng tiết nhom đang bờ miền bảy nhà ấy nhom đang phong trầm nè kia đang page nhom mời ok nick cái lại say kia nick cbo chạy tạ đá đầm tiền nè kia khá nè chồng sao bôi kia thứ castle miền nick castle mới tiền ạ chồng lỗi design thái ạ chấm ơi bờ miền tây khác nhom ai thuê castle nó không bờ survival adventure nhom mùi là tại prapi du hoặc thuê castle ní phải chơi game pra game mode rồi có cái tình ấy bờ dương linh nó survival dương trời đã cặp thamo hay nó đột anh ấy giờ mà thuê sốt mỏng bờ thái trang tế dương du hoặc bờ linh không survival nhưng ai tinh giờ bờ đội dương tinh ôn cái lại nhà phía status cộng trời lại như lúc sống nặng ní cứ ôn nó có mua hơn ní hỏi thằng game mới oh holy moly ngọt bạch what? Owner có đặt spawn protection không? Sao mong đã sao mày bị đau vậy? Này chạy tiếp. Chọp này chạy. Chọp. Thôi cái lane server đó đóng cái lane tại cái lane plot những cái đã cái hai spawn protection. Tại owner có toàn đặt phòng tại server nó có tầm bậc cao man đấy. Ok mấy cái nhóm đào từ nào đuổi chẳng? Chọp. Bây giờ. Ok mà đó plot với nhá. Ờ chết là chơi smart mình lag rồi. Ok lấy dân ta thua lên tiếp tới. Ôi có thơ phải chơi bằng thơ bỏ thơ quá à. Ok dân ta lên tới. Đã lên tới đồng thời ấy bởi nhóm thơ video này trong đập nè. Xua nhóm chụp bộ video ấy ấy hay bằng khan dù mạch chẳng. Nhóm đập đó thiết bơ nè khi trong đăng được bộ đồng miên nhóm bật thách cho like page nhóm mà nè mùi tới đồng bây đăng bộ đồng miên nhóm của lô nhóm miên bánh hãi nhóm post lên thân page cứ dậy đâu thêm ơi nơi miên nạch ngó là lấy nhóm bán thua video nơi survival adventure của ấy nhóm dậy muốn nắng ấy cứ trông ra thua công tơ hơi mánh nên là ta làm set up ấy vinh mánh nè lấy nhóm record nơi không server khen bố tới được xa tại owner còn bán ở xâm nông bơ nhóm cho record server gọi lấy nhóm bán cho thân xâm nông bơ đó bà owner hỏi hỏi comment tại owner cứ miên ạp xanh trang thiết đai nhóm cho server nữa tụi anh nhóm này kia đang ở tụi anh nhóm lấy nhau men server tầm mũi này là cứ server cho ra mình tên tầng server PC server PE à lấy lên game Last Day on Earth mũi tiệt chẳng việc cho ra và thiên là bot chẳng nhau mà đã thừa phim ăn đằng off liếm nhau thừa mùi sân á ok lấy dương mà đăng từ nay tới nay họ hot bán dương bộ bạn bơ họ bán dương là ai hot tới sửa chặt đò ok ô lấy này đủ sầm nặng đủ chiếc skin bỏ ổn này với nhóm khuyên skin owner quất mình sẽ nhảy YouTube khẳng cái đó là Apple đây thừa toàn hói ở đằng đây giờ mới thừa hói bằng đằng ok mới server miền nè cho anh mà nè đây ồ cha nè ta cô xòm chứ bọn này giờ lón thì phải chuyện miền chung mùi ồ bọn này miền chung mùi bị bay tích nạc ở đọc nè chiêng đấy ta nhóm đằng ok hello yeah chạy shift hello time effect bé đông điệt tại nhóm mà toàn tầm chỗ là guest min effect ở này đánh tam bị cái đó đang bốn man đấy số man tại player đang bất effect bao nhiêu á cứ owner đã chân ok nick còn phải chơi còn bàn ráng và bàn cột ở còn miền ruộng bé đông bây giờ mấy nick đây rồi đó effect dương ok lấy dân tên là tiết ô nhưng mà đăng tên ai phải record này phải chia dùng phát động tì chiến này nhóm biệt thua vì tối nay nhóm dây bay đòn hai của ấy đã khi phị trang cư chân nhóm dây trang đón ấy nơi là xùa à thương này lấy nhóm dây đầu tiết bởi nơi xùa tiết nhóm mà đăng dây bay tha lấy nhóm phong record này lơ Windows 10 Edition đã khi nhóm thả ô bông server nâng PC nhóm PE cho mày kẹt ở đây là nâng server PE thả tay nhóm lên nơi lơ ở Windows 10 Edition cư chấm phua phụ Edition nâng Xbox Edition Windows 10 Edition pocket edition គឺ add link server មួយគ្នាបានគឺអាចអត់ដូច server របស់ PC version ហ្នឹងគឺយើងអាចលេងជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងកុំភ័យអ្នកគ្នា Wi-Fi IP នឹង port ចូលទៅចូលលេងបានបើអ្នកប្រើទាំង iPhone ទាំង Android អីនិយាយរួមមកតែមាន Minecraft pocket edition ចូលបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹង Windows 10 edition ក៏ចូលបាន Xbox edition ក៏ចូលបានអូខេឥឡូវយើងមកដល់ណាណែអូឥឡូវនេះប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងគ្នាអូហូអូឡើងបានអូបែរនេះមកកម្ម
អឺឡើងបានយឺមកចាញ់វិញមិនទៅអត់ទាន់ដឹងដែរយឺមើលសិនអូនេះផ្លូវចាញ់វត្តម្ដងណាហើយអូហើយគេ TP វិញអូនលឹកមុនការចូល server លឹកមុនដល់ TP ខ្ញុំទៅធ្វើអីអត់កើតអូខេមើលមើលលុយអូអត់មែនហ្នឹងឯង slash bar ហើយមើលលុយអី server ពេកច្រើនមើលលុយគេ slash BAL whatYour balance is $0 តែមិនចូលមកភ្លាមគេដាក់ឲ្យ100ដុល្លារតែមិនគេឲ្យសល់$0ដុល្លារចឹងគាត់អត់ដឹងដែរថាជាមានគេយកដឹងព្រោះអីខ្ញុំចូលមុនហ្នឹងគេឃើញវីដេអូហីអីដូចជាអត់ឃើញទេមុនហ្នឹងខ្ញុំចូលហើយបានខ្ញុំ record ក្រោយថាជាអ្នកឃើញគឺមាន$100ដុល្លារតែតែ server owner អូខេឥឡូវយើងដើរលេងទៀតទៀតទៅនេះសិតតែ player នេះគឺ co owner PVP នេះគឺ guest ដែរwhat ម្ដងណាទៀតហើយមើលចុច shift អូ shift snake ចេះតែច្រឡំមួយ Minecraft PC ហ្មងអូអេរីកលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងតែចេះតែច្រឡំជាមួយ Minecraft PC version អានេះ Windows 10 edition នេះកន្លែងឯគេក៏ឡៃសួនអូខេអ្នកនេះក៏សុំទៅដែរបើវាអាចមានបញ្ហាអីចំពោះកម្មវិធី record ពួកខ្ញុំទៅតឡើង setup ថ្មីអញ្ចឹងសិតធីងអីខ្ញុំមិនទាន់សេរីស្រួល4ឡើយចង់សាក់តេសមើលវីដេអូនេះសិនយកមើលវីដេអូក្រោយបើមានបញ្ហាអីចាំខ្ញុំសេរីសិតធីងម្ដងទៀតបើវាអាចមានបញ្ហាឬក៏រអាក់រអួលអីណាមួយអញ្ចឹងក៏សុំទោសឲ្យហើយដែរអូខេខ្ញុំដឹងគាត់ហើយខ្ញុំមកលេងហ្នឹងដើម្បីអ្វី What chest ទៀតហើយ chest ទៀតហើយកុំអត់ armor ផងសង្ស័យ chest អាក្រោមហ្នឹងណាអូខេនេះកន្លែងផៃជាកន្លែងសួនរបស់គាត់ឲ្យយក chest ហើយ chest ហើយ chest ហើយអូតេវីឡាឃើញតេវីឡាមួយយើងទៅមើលទៅអូខេឡើយយើងអូឡើយមែនតែនហ្មងវិឡានេះបើឲ្យខ្ញុំធ្វើ2ថ្ងៃមែនតែនក៏មិនទាន់ហើយផងនេះវាយទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយរួមមែនខ្ញុំចង់បានរាំងដូចគេចង់បានស្អីចូលមកព្រមសុំរាំងសុំអីមីអូនអូនឈ្មោះក្បាលគឺខ្ញុំនិយាយរួមបៀបសានតពួកគាត់ទាំងថាវាយខ្ញុំរហូតតែចូលមិនមែនតែខ្ញុំមកតែនិយាយរួមភាគច្រើន member ថ្មីចូលមកអ្នកគាត់មានរាំងអាចវាយគេបានគាត់ដើរវាយគេទៅពីអញ្ចឹងចាំបើអ្នកគ្នាបញ្ចុះបានក៏បញ្ចុះទៅដល់ដាវាយទៅពីអញ្ចឹងអូខេហើយនឹងខ្ញុំនិយាយមួយទៀតគឺមិនមែនតែ server នឹងមួយយល់អត់តែគ្រប់ server ឥឡូវ Minecraft PE ខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកបង្កើត server ច្រើនមែនទែនមិនមែនតែ server នឹងមួយទេច្រើនណាស់ខ្ញុំរាប់អត់អស់ឥឡូវអាចខ្ញុំមិនដឹងទៀតគឺមាន server ច្រើនទៀតតាមខ្ញុំដឹងហើយជា2 3 server ឯងគឺភាគច្រើនឲ្យតែគាត់ចូលមកដឹងតែសុំ owner បណ្ដោយសុំរាំងសុំនេះសុំនោះ owner លេងខ្ញុំតាមខ្ញុំលេងក្បួនគេលេងលែងយើងត្រូវធ្វើរួមធ្វើអីដល់ខ្លួនឯងទាំងអស់កុំដើរតែសុំគេចង់បានរាំងយើងធ្វើ farm ធ្វើអីមិនសមលុយទិញរាំងបើអី owner គាត់មានដាក់រាំងដាក់អីឲ្យទិញសម្រាប់ទិញហើយមកសុំគាត់អីអញ្ចឹងពិបាកគាត់ដែរអ្នកខ្លះខ្ញុំដឹងនិយាយឥឡូវខ្ញុំនិយាយ server នឹងបណ្ដោយទៅ owner គាត់ក៏ផុសវីដេអូនិយាយដែរថាមានម្នាក់ខ្ញុំអត់បង្ហាញឈ្មោះទេកុំឲ្យថាយើងអាក្រក់ដើរបង្ហាញឈ្មោះគេបែបណាគឺសុំរាំង owner គាត់អត់ឲ្យជេ owner បណ្ដោយ owner គាត់ផុសវីដេអូឲ្យជួយ report ខ្ញុំអត់យកតែ owner ឲ្យជួយ report តែបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹង ban គាត់ចោលបណ្ដោយទៅបើមិនពិបាកថោធ្វើវីដេអូឲ្យគេ report report មិនយើង owner យើងមានសិទ្ធ ban តែបើគាត់ធ្វើអាយ៉ាបត់មិនល្អយើងអាច ban បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែសំណុំពរមួយនេះគឺមិនមែនផលប្រយោជន៍តោះខ្លួនខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយគ្រប់ server មិនមែនតែ server Cambo PE នឹងមួយគឺគ្រប់ server មកអ្នកគ្នាលេងកុំដើរតែសុំគេវិញមើលកុំឲ្យលេងស្រួលមើល server គេបង្កើតមកយើងចេះលេងចេះ build ដើររលយឲ្យខ្លួនឯងចង់បានសំលុយធ្វើ farm ធ្វើអីដូចគេទៅធ្វើបានទៅយើងអាចមានលុយគ្រប់យើងទិញទៅមែនយើងចូលមកដល់ owner owner គាត់អ្នកបង្កើតចឹងគាត់អាចមានរាំងខ្លួនគាត់ដាក់រាំងខ្លួនឯងបានបើយើងគាត់តែ member ធម្មតាយើងមិនសុំ owner ទេអញ្ចឹងយកខ្ញុំច្រឡំ passive ទៀតហើយអូខេវិញមកដើរមកកន្លែងដែរព្រោះធំមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងថានៅណាខ្លះព្រោះហោះអត់បានអញ្ចឹងយើងដើរតែអឺ click គាត់ខ្ញុំ sprint lane បានអស់ energy អត់មានអីហូបអឺគាត់ផៃជា server គាត់ទៅបង្កើតមកណាផៃជាមិនយូរមកណាផៃជាគាត់នៅ update អីផ្សេងទៀតអូខេអរគុណ thank you អូបងតាថា clean food ផងអូខេ region វិញអឺបានតែ region ឈាមហ្នឹងហើយអស់ food ជាពួកអីខ្ញុំមិនដឹងថាពួកអីខ្ញុំចូល server មួយខ្ញុំ record លើ window 10ហ្នឹងឲ្យតែខ្ញុំចុចវាយអាសោដឹងតែ game ខ្ញុំ crash ហើយខ្ញុំមិនដឹង bug version ហ្នឹងក៏មិនពួកអីក្នុងរោមខ្ញុំលេងក្នុងរោមបើបោះអីឲ្យខឹងខ្ញុំចុចវាយចង់វាយមកសេរីអត់អីដល់ពេលមកចូលក្នុងឲ្យតែ server ក្រៅពី server round
ចូលទៅឲ្យតែខ្ញុំវាយអសឆ្លើយតបនឹងគេអញ្ចឹងដឹងតែហ្គេមខ្ញុំក្រាស់ហើយហើយក្រាស់ហ្នឹងពងរីខតទៀតអាកម្មវីដេអូរីខតដែលខ្ញុំពងរីខតក្រាស់ហ្នឹងគឺបាត់អស់លេងខ្ញុំមិនដឹងថេដែរមកពីផៃជា version ហ្នឹងនៅបបឥឡូវគេពងអាប់ដេតពួក version edition ហ្មងគេថា pocket អីហ្នឹងគឺឥឡូវដល់ 1.2 ឯងគឺ version better together ហ្នឹងគេភាសាគេហៅអញ្ចឹងណា YouTuber មិនតែខ្មែរពាក្យហ្នឹងគឺមកពីបបទេដែរគេហៅ version better togetherគឺគេបង្កើត version ហ្នឹងឡើងគឺ version ល្អមកសម្រាប់ pocket edition អញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាណាគេចង់លេងអីរងចាំដល់អ្នកគ្នាទេខ្ញុំក៏កំពុងរងចាំដែរពួកអីគេធ្វើនៅកម្មវិធី E3 អ្នកគ្នាស្គាល់អត់ E3 E3 ហ្នឹងហើយគេ support Minecraft version ចាប់ពី version ក្រោយទៅគឺគេធ្វើកែប្រែច្រើនណាស់ texture pack អីគឺលេងអញ្ចឹងហើយតែ version update ក្រោយគឺ texture pack យើងអាចដូរដាក់និយាយរួមបៀប realistic natural ហ្មងដើមឈើអីដូចដើមឈើមែនតើខ្ញុំគឺខ្ញុំពងចាំអ្នកដឹងកាលណាគេ update ទេចាំមែនតើ texture update version ចុងក្រោយហ្នឹងអូខេមើលទៅអត់មាន food ផងមានតែ apple អញ្ចឹងយើងអាចទប់ឈាមបានតែយើងគ្រាន់តែរត់លឿនលេងបានអូខេខ្ញុំ lag ឬក៏យ៉ាងម៉េចអូ lag ទេពួកគាត់នៅឈរស្ងៀមស្មានខ្ញុំ lag មិនអត់មានអូខេនេះគឺសិតតែជា member គេមាន rank rank អីអស់ហើយមាន armor ខ្ញុំគឺអ្នកក្រតិចខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយម្ដងជឿញ៉ាំងទៀត3ដងហើយតែចូលនេះគឺចូលបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើ computer ខ្ញុំឲ្យ set up ឲ្យចង់ record ប្រាប់អ្នកគ្នាអូខេខ្ញុំមើលតើអត់ដឹងដើរទៅណាទៀតទេមើលនាទីអូដូចជា10នាទីអញ្ចឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំថា record តែមិនយូរ10នាទីឥឡូវ10នាទីចង់ចូល20នាទីហើយអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្នាខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះយើងហោះអត់កើតអញ្ចឹងខ្ញុំប្របាក់ដើរធូរហើយឥឡូវរត់លឿនលែងបានទៀតអញ្ចឹងនៅដើរយឺតអូខេអរគុណអរគុណអរគុណអរគុណអរគុណអរគុណអូអ្នកគ្នាសំដៅលើសម្ដែងបងអូនខ្ញុំអត់គេងហ្មងខ្ញុំ record នេះប្រហែលជាម៉ោងថ្ងៃនេះគាត់អត់តាន់គេងទៀតអូខេអញ្ចឹងបើលើសម្ដែងបងអូនខ្ញុំក៏សុំទោសដែរអូខេឥឡូវយើងក៏ឲ្យថ្លាំងសម្លេងពួកគាត់ជឿខ្ញុំក៏អស់អីធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងដែរគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយគឺ record នេះ record ប្រាប់អ្នកគ្នាថាខ្ញុំឥឡូវបាត់ត្រឡប់មកវិញហើយក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈដូចជាចង់បាត់ទឹកជាងឥឡូវយើងបានត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញហើយហើយអ្នកដែលចាំ Survival Adventure គឺវាជាវីដេអូក្រោយហ្នឹងក៏ថាបានដែរហើយនឹង Last Day on Earth គឺវីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាហើយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែខ្ញុំទៅចောင်းក្នុង server នឹងតបងអត់មានការងារធ្វើទេអញ្ចឹងគឺយើងមកចាប់ទៅនឹងហើយ Thank you for watching guys សូមអរគុណអ្នកគ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនា and as always stay cool my friend see ya bye bye I see you guys in a video ថ្មីទៀត bye bye take care see ya bye bye